con và quý khán giả thân mến, bà con và quý khán giả đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp Sức mạnh sinh học kỳ thứ 11 do Đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành cùng phối hợp thực hiện với chủ đề là dinh dưỡng cân đối cho lúa làm đồng. Ngay bây giờ thì mời bà con và quý khán giả hãy tiếp tục theo dõi và tiếp tục giao lưu cùng với chương trình hôm nay thông qua số tổng đài đường dây nóng 0793 526 526. Chương trình sẽ có 3 phần quà dành tặng cho ba câu hỏi hay sẽ gửi về giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay. Riêng ở kỳ thứ 14 được phát sóng vào cuối tháng 12 năm 2013 thì sẽ có đến 20 phần quà trị giá 20 triệu đồng dành tặng cho những bà con nào có số lượng câu hỏi gửi về giao lưu nhiều nhất cùng với các chương trình Sức mạnh sinh học, cho dù những câu hỏi đó có được trả lời trực tiếp hay không. Kính thưa bà con, thông thường thì trong quá trình sản xuất lúa thì bà con nông dân rất chú trọng đến yếu tố thời tiết. Bởi vì thời tiết nếu mà diễn biến phức tạp thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất lúa của bà con. Và trong chương trình ngày hôm nay thì ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng sẽ cung cấp đến bà con một số thông tin về tình hình thời tiết ở tỉnh Sóc Trăng. Qua đoạn màn hình sau, mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Kính thưa bà con nông dân, trên khu vực Thái Bình Dương đang có một cái áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào trong Biển Đông nước ta, thì dự kiến là vào trong ngày 13 thì áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào trong Biển Đông và có thể khả năng hình thành thành bão. Thì thời tiết sẽ gây ảnh hưởng cho tỉnh Sóc Trăng là sẽ mưa tăng cường, về tăng cả diện mưa và lượng mưa trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 ngày. Về tình hình nhiệt độ thì nhiệt độ trung bình dao động từ khoảng 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất ở mức là 32-33 độ C. Và nhiệt độ thấp nhất thì là ở 23-24 độ C. Thì là nhiệt độ trung bình đó thì chỉ cao hơn nhiệt độ trung bình nhiều năm là khoảng 0,2 độ C. Với nhiệt độ như vậy thì làm cho thời tiết sẽ trở nên khô hanh hơn. Mặc dù địa bàn Sóc Trăng đã vào mùa khô nhưng vẫn còn những một số đợt mưa trái mùa là do ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới khi vào hoạt động trên Biển Đông. Và khi mà đó thì sẽ cái lượng mưa ở trên lượng mưa và diện mưa trên các điểm trên toàn tỉnh sẽ tăng, nhưng lượng mưa và diện mưa đấy chỉ kéo dài trong từ 2 đến 3 ngày sau khi cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đã tan. Trên đây là một số nhận định tình hình thời tiết thông báo đến bà con nông dân được biết. Nhưng và với phần dự báo của ông Nguyễn Mạnh Hồng thì với cái nền thời tiết như vậy thì sẽ thích hợp cho những cái loại dịch hại nào sẽ bộc phát, thì ngay bây giờ thì chương trình xin mời kỹ sư Võ Quốc Trung sẽ lưu ý đến bà con để bà con có thể chủ động hơn trong việc phòng trị. Thì kính thưa bà con, thì bằng những cái kinh nghiệm trong cái gắn kết cái tình hình dịch hại trong nông nghiệp với cái yếu tố thời tiết, thì tôi thấy với những cái thông tin như thế đó thì cái điều đầu tiên là vấn đề về cái đối phó với cái nạn rầy nâu và di trú. Rầy nâu di trú thì ở đồng bằng sông Cửu Long thì cái diện tích lúa thu đông hiện nay cũng đã phát triển và khá là tốt, và đồng thời đó cũng là cái nơi mà có thể khả năng là tích lũy các cái mật số rầy nâu. Vì thì khi mà có những vùng áp thấp như thế thì nó tạo điều kiện để cho rầy nâu có cái cơ hội mà nó khả năng di trú xa hơn. Và đây là một cái nguy cơ mà tôi nghĩ rằng bà con nông dân cũng nên thận trọng, thường xuyên theo dõi đồng ruộng để theo dõi kỹ cái đối tượng này. Cái thứ hai đó là chúng ta thấy rằng cái vừa có mưa thì nó tạo cho cái môi trường ẩm, nhưng nhiệt độ không khí thì lại tăng cao khoảng 32-33 độ C. Thì vừa cái nóng và ẩm như thế thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cái đối tượng gây hại trên lúa, và đặc biệt là cái nấm. Ví dụ như hiện nay thì cái trà lúa của ở Sóc Trăng của mình thì trên cái trà lúa thu đông và cái đông xuân sớm thì cũng đã xuất hiện cái bệnh đạo ôn. Và với điều kiện này thì cái bệnh đạo ôn sẽ có cơ hội để mà bộc phát gây hại nặng hơn. Và một cái vấn đề nữa là ở cái lúa mà giai đoạn mà khoảng 40 đến 50 ngày tuổi thì với cái sau cái đợt áp thấp là sẽ cái phần mà cái thời tiết nó sẽ hanh khô hơn, thì đây cũng là cái cơ hội để cho nhện vé bộc phát trong cái điều kiện nóng và khô. Thì tôi thấy rằng những cái bằng những kinh nghiệm của mình theo khi theo dõi cái tình hình dịch hại trên cái nông nghiệp và gắn với cái yếu tố thời tiết, thì tôi thấy rằng đây là những cái đối tượng mà bà con nông dân chúng ta hết sức chú ý và thường xuyên theo dõi đồng ruộng để kịp thời phát hiện những cái đối tượng này để chúng ta có những cái giải pháp phòng trị kịp thời.
Xin cảm ơn kỹ sư Võ Quốc Trung. Bà con và quý khán giả vừa nghe kỹ sư Võ Quốc Trung lưu ý về một số đối tượng dịch hại mà có khả năng sẽ bộc phát trong những ngày tới. Với tình hình thời tiết là mưa bão cũng như là áp thấp nhiệt đới nhiều. Còn trong những ngày qua thì thưa bà con, bệnh đậu ôn lá và bệnh cháy bì lá thì có xu hướng là gia tăng, cho nên bà con đã tập trung để phòng trị đối tượng này. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời bà con và quý khán giả cũng như là các diễn giả sẽ cùng nghe câu hỏi của một vị nông dân trong đoạn màn hình sau. Tôi đi thăm đồng thấy một số trà lúa ở xung quanh này thấy đón đồng 2-3 ngày rồi có xuất hiện bệnh đậu ôn với cháy bì lá. Thì tôi hỏi sau này có ảnh hưởng tới năng suất hay không? Đối với hai bệnh này tôi nên phun ngừa trước khi đón đồng hay là đón đồng rồi sau thấy có bệnh rồi mới phun? Xin chào, với câu hỏi của vị nông dân vừa rồi đặt ra cho chương trình thì ngay bây giờ thì xin được mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dậy sẽ giải đáp cho vị nông dân nè. Ở cái thời điểm mà sau khi đón đồng được vài ngày thì anh biết rằng cái bộ lá đồng của mình nó bắt đầu nó có xuất hiện rồi. Mà nếu như mà để cho nó bị cái bệnh đậu ôn hay là cái bệnh cháy bìa lá mà nó tấn công như vậy thì chắc chắn là làm gì cũng có ảnh hưởng tới cái năng suất lúa của mình. Còn anh hỏi bây giờ ngừa thì lúc nào? Thì chắc chắn là ngừa thì nên trước khi vấn phân ta ngừa đi. Còn trị thì đúng như nói là phải thấy bệnh rồi mới trị. Thì sẵn cái dịp này tôi cũng có một cái vấn đề này tôi cũng muốn bàn với bà con là bà con mình nhiều khi thực hiện cái lời của ông bà mình nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng mà khi phòng thì bà con lấy cái thuốc trị bà con đi phòng. Tôi cho rằng như vậy là trật rồi. Tôi lấy một cái thí dụ chẳng hạn như trên người của mình đi. Bà con thấy ngủ sáng dậy thấy trời bữa nay lạnh quá, bà con sợ rằng lạnh này nó làm cho mình bị ho. Bà con chạy lại tiệm mua thuốc ho về uống để mà gọi là phòng ho. Thì tôi cho rằng cái đó đâu phải bị thuốc, đó thuốc trị ho mà. Uống vô để cho nó êm dịu cái cơn ho này kia, khi nào ta bị ho rồi ta mới uống. Còn nếu bà con muốn phòng hả, thì bà con phải dùng dầu tha vô rồi đánh cái cổ hay ngực gì đó cho nó ấm lên, quấn khăn này kia. Tức là tạo một cái sức cơ thể của mình chống lại cái gọi là cái sự xâm hại của cái lạnh đó mà nó làm cho mình bị ho. Thì lúc đó mới gọi là phòng. Thì trong cái ngành mà trồng lúa, nghề trồng lúa này cũng vậy, thì tôi nghĩ rằng bà con mình cũng nên phân biệt khi mà sử dụng thì phân biệt cái thuốc nào là thuốc phòng, thuốc nào là thuốc trị để chúng ta sử dụng cho nó đúng. Không biết đứng về phía cô Trân, cô có thấy về nhà sản xuất về thuốc và về thực vật thì tôi nghĩ như vậy đó, thì không biết cô nghĩ sao? Thưa giáo sư, thì đối với bên công ty Tân Thành là cụ thể về cái thuốc bảo vệ thực vật thì chúng tôi cũng chia ra hai trường hợp để khuyến cáo bà con. Tức là nếu như mà ruộng xuất hiện cái dấu hiệu của bệnh, tức là triệu chứng bệnh, thì ví dụ như là triệu chứng của bệnh đậu ôn đi, là có cái mắt én hoặc là có cái chấm kim, hoặc là cái cháy bìa lá như trường hợp ruộng của các anh vừa rồi, thì bà con phải đem cái thuốc đặc trị. Lúc đó là chúng tôi khuyến cáo bà con là sử dụng cái thuốc hóa học để trị, để cắt cái nguồn bệnh này, tránh cho nó lây lan ra, nó lây lan sang cái diện tích khác. Còn trường hợp thứ hai là nếu như trong trường hợp mà không có cái bệnh gì xuất hiện hết thì chúng tôi lại không khuyến cáo bà con đem cái thuốc đặc trị để mà đi phun, không đem thuốc đặc trị đậu ôn với lại vi khuẩn đem đi phun. Bởi vì vô tình chúng ta tốn chi phí mà chắc gì cái lần bệnh nữa. Đúng rồi, chắc gì cái bệnh nó đã xuất hiện đâu. Tức là rất là lãng phí. Còn trường hợp phòng thứ hai là chúng tôi sẽ khuyến cáo bà con là giai đoạn lúa trổ lẹt xẹt ra, tức là bắt đầu trổ, tại vì giai đoạn này là rất là mẫn cảm mà lại tích lũy nhiều cái dinh dưỡng, nó rất là thu hút cái côn trùng và dịch hại, bệnh hại. Do đó mà tại thời điểm lúa trổ lẹt xẹt và lúa trổ đều thì chúng tôi lại khuyến cáo bà con là chủ động phòng bệnh. Bởi vì những cái bệnh hại ví dụ như là triệu chứng mà do gãy cổ bông, đậu ôn cổ bông mà xuất hiện thì đã hư rồi. Đó là trường hợp mà chúng ta cần phải chủng ngừa. Đó là chúng tôi chia ra hai cái tình huống cụ thể như vậy trong cái quá trình mà bảo vệ cái thực vật, tức là làm cái ngành bảo vệ thực vật này chúng tôi cũng chia ra rạch ròi là khi nào phòng, khi nào trị. Rất cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ và thạc sĩ Bích Trân. Và ngay bây giờ thì xin mời thạc sĩ Bích Trân sẽ cùng giải đáp câu hỏi của một vị nông dân trong đoạn màn hình sau. Hiện nay bệnh đậu ôn và bệnh cháy bìa lá xuất hiện trên trà lúa rất là nhiều. Sau khi tôi bón phân đồng khoảng 2 ngày, tôi thấy có vết bệnh đậu ôn. Tôi phun chao viên trị bệnh đậu ôn viên cộng với ba xu để ngừa bệnh cháy bìa lá. Tôi kết hợp với lách ti
để đề kháng cây lúa cho tốt, khỏe. Nhờ vậy mà tôi thấy bộ lá tôi sạch bệnh và xanh dày, thẳng đứng. Xin hỏi đến lúc lúa tôi chỗ lẹt xẹt, có cần phun ngừa đạo ôn và cháy bè lá không? Nếu phun là phun thuốc gì là tốt nhất? Dân xin mời thạc sĩ Bích Trân ạ. Chào anh Diệp cùng toàn thể bà con. Rất là cảm ơn anh Diệp, bởi vì cái câu hỏi của anh trong tình huống này nó rõ hơn cái ý mà tôi vừa trình bày là khi nào phòng, khi nào trị. Thì rõ ràng là trong trường hợp này là có một điều tôi cần can thiệp là ruộng của anh Diệp thì đã xuất hiện cái đạo ôn. Tôi đồng ý khi anh lấy cái thuốc trừ bệnh Travin là đặc trị đạo ôn để anh phun xịt. Và anh còn rất là cẩn trọng, anh cường lực cho cái cây lúa bằng cái lát ti tăng cường sức sống, để mà sau khi bệnh đạo ôn qua được thì cây lúa sẽ bắt đầu tăng cường cái sức và phục hồi trở lại. Tuy nhiên tôi không khuyến cáo anh cộng cái ba su vô, bởi vì ba su là một cái loại thuốc hóa học mà đặc trị cái vi khuẩn cháy bìa lá, trong khi ruộng của anh chưa có bị cháy bìa lá. Riêng về giai đoạn mà anh quan tâm là chỗ lẹt xẹt thì anh dự định là sẽ phun thuốc tiếp tục. Nhưng vấn đề anh quan tâm là phun cái gì thì trong trường hợp này tôi khuyến cáo là nếu anh đã trị được dứt cái bệnh đã ôm rồi và hiện giờ ruộng của chúng ta đang là sạch bệnh và đã được anh tiếp sức bằng cái lát ti tăng cường sức sống cây lúa rất tốt, như vậy thì chưa có cái dấu hiệu của bệnh xuất hiện thì chúng tôi khuyến cáo là anh nên sử dụng cái sức mạnh sinh học, đó là chủng ngừa bệnh hại bằng cái sản phẩm là kích kháng, đó là cái Chubeca. Đối với cái thuốc Chubeca thì nó sẽ giúp cho anh chủng ngừa được bốn cái bệnh hại quan trọng ở giai đoạn mà lúa chỗ lẹt xẹt đến chỗ điều, đó là đạo ôn, cháy bì lá, khô vằn và cái lem lép hạt. Như vậy thì anh chủ động hơn từ bảo vệ cái cây lúa của chúng ta trong giai đoạn mà mẫn cảm từ chỗ cho đến chỗ điều. Xin cảm ơn thạc sĩ Bích Trân ạ. Thưa bà con, cung cấp đầy đủ các cái dưỡng chất cho cây lúa kết hợp với việc là tăng cường sức khỏe cũng như là phòng trừ các loại dịch hại thì lúa sẽ cho đồng to bông lớn. Dân, đó là điều mà bà con sẽ tìm thấy trong phóng sự sau đây. Đồng tình với phân tích của đội ngũ kỹ thuật công ty Tân Thành là lúa từ làm đồng, bộ rễ lúa không còn khỏe và sung sức như giai đoạn lúa non mà đã bị lão hóa. Bên cạnh đó, ở vùng đất làm ba vụ nhiễm phèn thì các chất hữu cơ và dán phèn bám quanh rễ tạo cho rễ chuyển sang màu nâu vàng hoặc xám đen. Khả năng và hiệu suất hút phân bón đã suy giảm. Vì vậy, phải tác động để cải thiện bộ rễ và kích hoạt các hóc môn trong cây chuyển hóa vào khối sơ khởi tạo đồng to. Plasti sẽ làm tốt vai trò này. Thế là ông Nguyễn Văn Cường áp dụng theo. Bón phân được hơn 2 tuần, xé đồng ra, nâng niu bông lúa non trên tay. Ông rất vui khi thấy bông có nhiều nhánh vé, hạt đóng dày trên bông và ông rất hài lòng với kết quả đạt được. Trước khi bón phân nó đồng, tôi phun rất đi. Rồi sau tôi kiểm tra lúa đồng đồng lên 1 ly. Rồi tôi gãi phân bình thường, đồng đồng to và bông dài. 1 hecta lúa làm giống OM 6976 của ông Trung Văn Nhạn được 60 ngày tuổi, bộ lá xanh dày thẳng đứng. Trong khi một số trà lúa trong vùng đang bị bệnh đạo ôn và cháy bì lá lây nhiễm nặng, thì trà lúa của ông vẫn an toàn. Ông cho biết chủ động phòng trị bệnh, chọn đúng thuốc luôn là biện pháp tốt nhất để bảo vệ tốt đồng lúa của mình. Đối với lúa ở giai đoạn này phải chú ý tăng sức khỏe để lúa có sức đề kháng tốt bằng sản phẩm Plasti cùng với việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đặc trị thì sẽ đạt kết quả mong muốn. Tôi cũng ra thường xuyên thăm ruộng coi có bệnh không, nhưng mà tôi thấy nó bệnh vừa xuất hiện là tôi có xài Travin với ba su với thêm nữa tôi bồi dưỡng cho lúa là tôi cộng là lách ti, thì ra thăm ruộng thì thấy lúa đẹp mà đồng to, mà vết bệnh thì nó hết, thì đau ôm không thấy nè, rồi cháy bì lá không có, bộ lúa rất là đẹp, xanh dày mà cứng. Theo Nguyễn Hữu Công, đã nhiều vụ gần đây ngay từ đầu vụ, đồng lúa của ông không thể thiếu Plasti, trộn giống lúa với Plasti để giống khỏe, lên điều. Lúc lúa đẻ nhánh, phun Plasti kích thích lúa nảy nhiều chồi hữu hiệu. Trước khi bón phân đón đồng, phun thêm một cữ Plasti, lúa cho đồng to, bông dài nhiều hạt, cộng theo Plast để ngừa bệnh đau ôn. Tới khi lúa trổ lẹt xẹt sẽ phun tiếp Plasti với thuốc ngừa bệnh để lúa trổ thoát, sạch bệnh. Từ kinh nghiệm này, ruộng lúa của ông luôn đạt năng suất cao, chi phí sản xuất giảm. Trong cái giai đoạn mà lúa đẻ nhánh thì tôi phun ít tiền lần,
cây nó đẻ nhánh là rất là tốt. Cái phun giai đoạn 2 là trong cái giai đoạn mà chuẩn bị làm đồng, tôi phun một lần cộng với là lát ngừa bệnh. Rồi tới lúa mà chỗ lẹt xẹt thì tôi rất ti, tôi phun một lần cộng với chumica. Phân bón thì giảm luôn, là một công khoảng 10 tới 15 kg. Chi phí tôi giảm được 20%. Một vụ mùa mới lại đến, mang nhiều hy vọng một vụ mùa bội thu luôn là điều mơ ước của người nông dân bao đời nay. Thuốc tăng trưởng sinh học Plastimula là chế phẩm sinh học mới độc đáo, tăng khả năng kháng bệnh chăn nuôi trên lúa, phù hợp để sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP. Plastimula tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm phân bón, kích thích lúa chín sớm. Sản phẩm sinh học kích thích tăng trưởng luôn sát cánh cùng bà con. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất. Nhưng thưa bà con, và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì Thế Thảo xin được chuyển đến các vị diễn giả giải đáp những câu hỏi mà tổ thư ký vừa tổng hợp ghi nhận và tổng hợp từ những câu hỏi của bà con gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì Thế Thảo xin chuyển đến giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ câu hỏi của khán giả Đinh Văn Tiến ở Thạnh Trị, Sóc Trăng. Khán giả này nói là lúa tôi 50 ngày đã bón phân rước đồng được 7 ngày nhưng đồng nhỏ. Làm cách nào để cho đồng to hơn ạ? Xin mời phần trao đổi của giáo sư ạ. Theo tôi thì đến cái thời điểm này thì cái số hạt ở trên bông nó đã được quyết định rồi anh Tiến ơi. Không thể nào mà chúng ta làm cho nhiều hạt hơn được nữa. Cái vấn đề còn lại là bây giờ anh phải theo dõi để mà bón phân dặm giá ở những cái chỗ nào mà mình thấy rằng nó có cái triệu chứng mà thiếu đó. Chẳng hạn như thiếu đạm thì vàng cả lá, rồi thiếu kali thì vàng hai bên mép lá, thì anh bón dặm giá cái đó để chúng ta đảm bảo cái tỷ lệ hạt chắc trên cái bông nó được nhiều sau này. Chứ còn bây giờ thì chúng ta cũng khó lòng. Với lại anh phải đảm bảo đảm rằng khi mà lúa trổ ra rồi đó thì anh có thể là làm sao để mà cho cái sự quang hợp của cái bộ lá đồng cho nó thật là tốt, để nó chuyển dẫn được cái đường bột á từ ở bên cái lá đồng này nó đem vô ở trong hạt, để cái hạt như vậy là nó mẩy và những cái hạt mà trút ở trong cày á, nó cũng nhận được đầy đủ dinh dưỡng để mà nó phát triển. Chứ bây giờ kỳ vọng để mà cho tăng cái số hạt trên bông thì nó đã muộn rồi. Dạ, xin cảm ơn phần giải đáp của giáo sư. Tiếp tục thì chúng tôi xin mời kỹ sư Vũ Quốc Trung sẽ giải đáp câu hỏi của vị khán giả tên là Nguyễn Văn Lai ở Châu Thành, Sóc Trăng. Câu hỏi của khán giả này nêu đến là tôi làm giống lúa là 50404 được 40 ngày. Hiện thì lóng thân chỉ có một lóng, chiều cao là 4 tấc, chậm có đồng. Vậy tôi làm cách nào để lúa phát triển nhanh, để đón rước đồng ạ? Xin chào anh Lai. Đúng là như anh có nhận xét, lúa 40 ngày mà chiều cao nó mới đạt 4 tấc thôi thì đúng là thấp. Cứ trung bình mà anh lấy số ngày mà anh nhân cho khoảng 1,3 thì nó ra cái chiều cao cây lúa tính bằng cm thì nó sẽ phù hợp hơn. Như vậy thì do là tôi không biết là cái tình trạng nó thấp như thế, nhưng mà không biết là cái màu sắc lá lúa như thế nào, bộ rễ của cây lúa anh nó làm sao. Tôi đề nghị anh cần phải nhổ cây lúa lên. Thứ nhất là xem lại coi cái số rễ cây lúa của mình nó có phát triển bình thường không, nó có màu trắng hoặc là hơi ngã vàng, nhưng mà đừng có bị thối. Thì nếu như cái tình trạng rễ lúa của anh mà nó phát triển ít rễ và có những cái biểu hiện có như tôi vừa trình bày, thì cái động tác đầu tiên của anh là phải tháo nước ra khỏi ruộng của mình, thậm chí có thể bơm nước mới vào để chúng ta vệ sinh cái ruộng để cho nó loại đi những cái độc chất ở trên ruộng. Thì sau đó thì các anh có thể bổ sung thêm là cái bón lân hoặc là cái bón vôi để chúng ta xử lý cái độc chất ở trong đất. Ngoài ra nữa thì nếu cái màu sắc nó thấp rồi mà cái màu sắc của lá của anh, mà nếu anh có được cái bảng so màu lá lúa đó, mà nếu nó ở cái khung khoảng là dưới khung 4 thì nó cộng thêm cái tình trạng là thiếu đạm, thì anh có thể tác động thêm vào cái mặt dinh dưỡng. Còn như ban nãy thì chỗ Thạc sĩ Trân thì cũng có một số cái sản phẩm mà có thể giúp cho cây lúa của mình tăng cường thêm cái năng lượng gì đó, thì chắc có thể chắc chỗ cô Trân có thể hỗ trợ thêm cho chỗ anh Lai, tại vì bây giờ cái tình trạng nó như thế rồi, bây giờ tìm nhiều cách để chúng ta tác động giúp ảnh. Xin chào anh Lai, thì coi như là chúng ta đang khắc phục
Thì nếu như trong tình trạng này mà kỹ sư Võ Quốc Trung muốn giúp anh phát triển bộ rễ của cây lúa thì công ty Tân Thành khuyến cáo anh nên tiếp sức cho cây lúa bằng cái Blatty tăng cường sức sống, để cơ may là cái cây lúa của anh ở giai đoạn này nó búng ra cái rễ mới và các cái dinh dưỡng anh vẫn cho ăn đầy đủ bình thường, thì rất là có cơ may là cây lúa sẽ lấy kịp cái dinh dưỡng để phát triển, sinh trưởng phát triển tiếp tục để mà tăng trưởng chiều cao và phát triển bình thường để cho bông cho hạt sau này. Yeah, xin cảm ơn phần trả lời của kỹ sư Võ Quốc Trung cũng như là của thạc sĩ Bích Trân. Và ngay sau đây thì tiếp tục mời thạc sĩ Bích Trân giải đáp câu hỏi của khán giả Trần Văn Sái ở Châu Thành, Sóc Trăng. Khán giả này nói là Blatty xử lý giống thì gói và chai thì có giống nhau hay không? Và Blatty gói thì có thể phun lúc lúa đang đẻ nhánh khoảng mười mấy ngày có được hay không ạ? Xin mời ạ. Xin chào anh Sái. Về cái Blatty dạng gói và dạng chai, về cơ bản, bản chất nó vẫn là cái hormone tăng trưởng. Tuy nhiên sở dĩ chúng tôi có dạng bao bì khác nhau để cho bà con sử dụng, một là trên xử lý giống, hai là các giai đoạn phun xịt bằng cái Blatty tăng cường sức sống, là bởi vì cấu trúc của cái vỏ trấu để khi mà chúng ta phun để mà xử lý giống đó, với cái cấu trúc của cái lá lúa, cây lúa, cái khi mà chúng ta phun ở giai đoạn mà lúa đẻ nhánh và lúa làm đồng đó là nó khác nhau. Vì vậy mà cái sự hấp thu cái thuốc qua từng cái bộ phận của cây lúa nó khác nhau. Do đó mà cái phụ gia bên trong của Blatty ở dạng gói là Blatty chuyên dụng xử lý giống và Blatty tăng cường sức sống thì có khác nhau, để cho mà đảm bảo cái việc hấp thu mà trong vòng 4 giờ đồng hồ và cái việc hấp thu cái thuốc Blatty vào cái bộ phận của cây lúa, cái hạt lúa khi nứt nanh, cũng như là cái cây lúa, lá lúa khi mà chúng ta để giai đoạn đẻ nhánh và làm đồng, để mà nó đảm bảo cái hiệu quả hấp thu tốt nhất. Tuy nhiên chúng tôi không khuyến cáo anh đem cái gói thuốc Blatty xử lý giống để phun cho giai đoạn mà lúa coi như là mười mấy ngày, bởi vì chúng tôi đã có khuyến cáo bà con là sử dụng Blatty tăng cường sức sống là cái dạng chai đó, chai ba cạnh đó, anh sử dụng để mà phun khi mà cái lúa của chúng ta được 15 đến 20 ngày, lúc mà lúa bắt đầu đẻ nhánh thì sử dụng cái chai Blatty tăng cường sức sống sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn thạc sĩ Bích Trân ạ. Và trở lại với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Vệ thì xin mời giáo sư giải đáp câu hỏi của vị nông dân ở huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, đó là khán giả Lê Thị Nhung, một nữ nông dân. Khán giả này nói là năm nay thì mưa bão và áp thấp nhiều cho nên mưa liên tục và nhiều. Tôi muốn cho cây lúa được cứng cáp và khỏe thì tôi giảm lượng phân đạm tối đa. Tôi chỉ dùng DAP và Blatty để phun nhiều lần trên lúa. Vậy thì có đảm bảo được năng suất hay không? Yeah. Xin mời phần trao đổi với giáo sư. Cô Nhung giảm đạm khi nào mà biết chắc rằng hồi trước mình xài dư thì bây giờ mình giảm lại để cho nó đủ là tốt. Nhưng mà hồi trước đã đủ rồi mà bây giờ cô sợ gì cô giảm tối đa, nó lại thiếu ăn, nó lại còn nguy hiểm hơn. Thành ra tôi nghĩ rằng cái chữ cô nói là giảm tối đa đó là tôi không biết trước đây thì cô đã xài có xài dư hay không. Muốn biết như vậy thì cô xem cái màu sắc của cái cây lúa. Nếu như mà nó bị vàng lá, những cái lá chân mà nó bị vàng, nó không có đủ 4 hay là 5 lá mà nó chỉ khoảng 2-3 lá thôi, tức là những cái lá chân nó đã bị giật rồi, rồi nó không có nhảy chồi nở chồi thì như vậy là nó thiếu đạm đó. Thành ra cô giảm là nó sẽ nguy hiểm cái chỗ là nó sẽ không có năng suất. Thì đúng là cô giảm thì nó đứng sững rồi đó, nó cứng cáp thì cái chuyện đó rồi, nhưng mà cuối cùng năng suất nó cũng không tốt. Rồi câu hỏi gì chứ, bây giờ xài Blatty để phun trên lúa thì theo những cái giai đoạn mà cô Bích Trân cũng đã giới thiệu, chứ cũng không phải là gọi là nhiều lần được nữa, mà cũng phải đúng số lần mới được. Chứ Blatty nó là một cái chất mà điều hòa sinh trưởng thực vật mà, nên mình cũng phải xài đúng liều, đúng lần, chứ cũng không có được mà mình xài nhiều để được nó tốt hơn, cái điều đó cũng không phải. Rồi chỉ dùng DAP không? DAP thì xài giai đoạn đầu thì tốt rồi, nhưng mà giai đoạn sau thôi cũng đừng xài. Còn cái kali cô không có nói tới, bây giờ muốn như lúa cứng cáp thì tôi nghĩ rằng cũng phải có cái kali, một ít cái kali. Còn đạm thì phải là cho đảm bảo cho nó đủ, thì như vậy là mới gọi là nó có cái năng suất được. Xin cảm ơn giáo sư. Và xin mời kỹ sư Võ Quốc Trung sẽ giải đáp một câu hỏi của một vị nông dân ở khá xa tỉnh Sóc Trăng, đó là tỉnh Đắk Lắk. Vị nông dân tên là Lê Hữu Sơn. Nội dung mà câu hỏi của vị nông dân này chia sẻ đến chương trình là lúa được 1 tháng rưỡi, lá bị cháy. Đầu tiên là lá cháy ở phần dưới và lan dần lên ngọn. Vậy xin hỏi đó là bệnh gì và cách trị như thế nào? Xin mời phần trao đổi của kỹ sư ạ. Dạ, xin chào anh Sơn. Đúng là nếu mà không nhìn được cái mẫu
mà phán đoán từ xa thì chắc chắn rằng cái điều này cũng không dám chắc với anh là 100%. Tuy nhiên thì qua cái mô tả của anh, thứ nhất là cái thời gian, tức là lúa cũng khoảng 45 đến 50 ngày. Rồi cái anh mô tả là cái có vết cháy nhưng mà từ ở bên dưới thì lan lên trên ngọn. Thì cái này thì nó gần giống như cái triệu chứng của cái bệnh vàng lá chín sớm. Tại vì cái bệnh vàng lá chín sớm là cái bệnh mà nó xuất hiện rất là muộn, tức là sau khi thời gian lúa làm đồng đến lúc mà trổ đó chín thì cái bệnh này mới bộc phát mạnh. Và cái thứ hai đó là anh mô tả là cái vết cháy đó, thì anh cũng cần phải quan sát thêm là cái vết là từng đốm hay là nó chỉ là một cái vết tròn, sau đó thì nó lan dài cái đường màu, cái đường vàng đó, từ cái đốm tròn ở bên dưới nó lan dọc lên trên cái chót của cái lá. Thì nếu đúng như vậy và nó không có viền, không có tâm xám, không có viền nâu, thì cái biểu hiện đó là rất rõ của cái bệnh vàng lá chín sớm. Thì tôi chỉ đưa ra những cái lời tư vấn. Còn đối với anh do ở xa cho nên tôi đề nghị là anh nên nhổ cái cây lúa có cái mẫu như thế đến cái trạm khuyến nông gần nhất. Thì khi mà quan sát trực tiếp được cái mẫu bệnh thì cái lời tư vấn nó sẽ xác đáng hơn. Chắc ít thông tin để mong anh có thể phán đoán và có thể quản lý được cái bệnh này. Xin chào anh. Dạ, xin cảm ơn phần giải đáp của kỹ sư Vũ Quốc Trung ạ. Và ngay bây giờ thì chương trình sẽ tiếp tục chuyển đến cho Thạc sĩ Bích Trân hai câu hỏi của vị nông dân tên là Quỳnh Văn Dậu ở Mang Thít, Vĩnh Long. Khán giả này hỏi là hiện nay thì tôi thấy lúa đang chuẩn bị làm đồng 12 ngày. Tôi làm giống yếu rạ, tôi muốn trộn thuốc 2,4D cùng với phân bón đón đồng để rải, để cho lúa cứng cây. Xin hỏi cách này có được hay không? Và câu hỏi thứ hai mà khán giả này chia sẻ là thuốc Lasty. Thông thường thì các nhà khoa học khuyến cáo là phun một lần vào giai đoạn bón phân đón đồng. Nhưng mà tôi muốn lúa tôi có đồng to hơn, bông dài hơn thì tôi muốn phun hai đợt vào lúc lúa làm đồng cách nhau 5 ngày. Vậy thì hỏi cách này có hiệu quả hay không ạ? Xin mời phần trao đổi của thạc sĩ. Xin chào anh Dậu cùng bà con. Về việc mà sử dụng cái 2,4D để cùng với phân mà rải lúc đón đồng thì chúng tôi không khuyến cáo. Bởi vì khi đi thực tế với bà con thì chúng tôi thấy là cái thiệt hại do bà con sử dụng cái 2,4D đôi khi nó quá lớn. Đó là những trường hợp bà con lỡ sử dụng cái liều nó tăng một chút xíu thôi, tức là khoảng chừng 5, bà con sử dụng khoảng kể chừng 5ml hoặc là 5g thì bà con thấy là có trường hợp không chỗ bông nổi, cái lúa không chỗ bông ra luôn. Và trường hợp đó thì bà con lúc này là không trị được, có thể là lúa của chúng ta có thể là đổ ngã do thời tiết bất lợi quá lớn thì có thể đổ ngã, chúng ta bị giảm thiệt hại một ít. Nhưng nếu bà con lỡ như vậy thì chúng ta mất cả năng suất trên ruộng và không ai cứu chữa được kịp thời cho ruộng của chúng ta. Do đó mà hết sức cân nhắc. Và về mặt chuyên môn thì chúng tôi không khuyến cáo. Ngược lại, chúng tôi khuyến cáo là bà con nên sử dụng cái canh tác, tức là làm đất đồ thật là kỹ càng để lúa của chúng ta khi gieo xạ xuống rễ ăn sâu vững để mà phát triển có khung có tán để mà hạn chế cái đổ ngã. Cái thứ hai nữa là Lasty thì chúng tôi không khuyến cáo anh sử dụng hai lần mà nhặt mắt như vậy, tức là mỗi lần cách nhau chỉ có 5 ngày và chúng tôi không khuyến cáo. Mà anh nên sử dụng theo khuyến cáo, một là Lasty xử lý giống ở giai đoạn mà lúa nứt nanh, hai là lúa của chúng ta đẻ nhánh sử dụng Lasty tăng cường sức sống để phun xịt, và ba là chỉ sử dụng một lần cái Lasty để giúp cho cái đồng to bông dài nhiều hạt ở giai đoạn mà lúa chúng ta hình thành đồng, tức là 35-40 ngày khi mà nó tượng cái đồng một ly. Vâng, xin cảm ơn phần trao đổi vừa rồi của thạc sĩ Bích Trân dành cho vị nông dân mà chúng tôi vừa nêu. Thưa bà con, từ đầu chương trình đến giờ thì ban thư ký của chương trình đã có cái tiếng điện thoại thì reo vang liên tục. Điều này cho thấy là trong chương trình ngày hôm nay cũng vậy, thì chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như là giao lưu của bà con dành cho chương trình. Và như nãy giờ thì chúng tôi cũng đã chuyển đến cho các vị diễn giả rất nhiều những câu hỏi để trả lời trực tiếp cùng với bà con. Nhưng mà hiện giờ thì cũng còn không ít những câu hỏi mà bà con vẫn chưa được giải đáp. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển qua tiết mục giải đáp nhanh để trong khoảng thời gian ngắn còn lại của chương trình thì có thể giải đáp thật nhiều nữa những câu hỏi còn lại của bà con gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục giải đáp nhanh.
Vâng, và câu hỏi đầu tiên trong tiết mục giải đáp nhanh này thì chúng tôi xin chuyển đến cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ giải đáp câu hỏi của khán giả Trần Văn Dũng ở Vị Thủy, Hậu Giang. Nội dung câu hỏi là cây lúa làm đồng. Có diễn giả nói là cần lân, cũng có diễn giả nói là không cần lân, chỉ bón đạm với kali là đủ. Vậy thì xin hỏi là nông dân nên làm theo cách nào? Xin mời trao đổi với giáo sư. Đối với chất lân thì cây lúa nó hấp thụ ở cái giai đoạn đầu, rồi nó giữ ở trong cây lúa để nó xài cho luôn cả cái giai đoạn sau. Nên lân thường là phải tập trung ở cái giai đoạn đầu mới đúng, với giai đoạn sau thì coi như nó đã có trong cây nó rồi. Xin cảm ơn phần trao đổi của giáo sư. Tiếp tục là câu hỏi của vị khán giả tên là Nguyễn Chí Thông ở Dòng Viền, Kiên Giang. Và chương trình sẽ mời kỹ sư Võ Quốc Trung nghe và giải đáp giúp. Mật độ rầy bao nhiêu và rầy tuổi mấy là nên phun thuốc? Câu hỏi